Dạ, kính thưa quý vị, định đi đám cưới nhưng mà sáng nay có một câu hỏi để hỏi về vấn đề mà tại sao Eva bị cám dỗ mà không phải là Adam. Vì không có thời giờ nhưng mà để trả lời cho nên tôi xin mạn phép trả lời ở đây để chúng ta cùng suy gẫm và học hỏi với nhau về lâu về dài luôn. Nên cái câu hỏi là tại sao Eva bị cám dỗ mà không phải là Adam? Cho nên để dành tí thời giờ cùng suy gẫm với nhau câu hỏi này. Thứ nhất đó là nguyên nhân mà Adam không bị cám dỗ đó ở trong cái trường hợp này, đó là bởi vì Adam là cái người được Chúa dựng nên để giữ vườn, canh giữ cái vườn Eden này. Cho nên trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15 dạy như thế này là Jehovah Đức Chúa Trời đem người vào ở trong vườn Eden để trồng và giữ vườn. Đó là trách nhiệm và vai trò của Adam. Cái vai trò của Adam không những là chăm sóc vườn mà thôi, nhưng cái vai trò quan trọng là bảo vệ cái vườn này khỏi những cái nguy cơ bị xâm nhập. Điều này đòi hỏi Adam có một cái sự cảnh giác và cái trách nhiệm rất lớn ở trong cái vai trò. Cho nên đối diện với sự cảnh giác quan trọng đó, đối với cái vai trò và trách nhiệm của việc giữ vườn đó, Adam có thể phát giác ra rất nhiều khía cạnh để tất cả những gì nó đi ngược lại làm hư vườn. Thì Adam luôn luôn là người có cái cảnh giác đó, bởi vì cái vai trò đó cho nên tự nhiên ở trong con người của Adam nó có cái sự cảnh giác quan trọng này. Cái sự bảo vệ cái vườn Eden này đó không chỉ về phương diện vật chất mà thôi, nhưng Adam còn có cái trách nhiệm bảo vệ về tinh thần để giữ cái vườn cho nó bình yên. Nơi mà Adam cần phải đề phòng rất là nhiều về tất cả mọi sự gọi là can thiệp ha, hay là mọi sự tấn công ở bên ngoài, cả cái gì đó mà nó làm tổn hại đến cái sự trọn vẹn và sự thánh khiết của cái ngôi vườn này. Cái nơi này là cái nơi thánh khiết, cái nơi công bình, cái nơi trọn vẹn. Cho nên ma quỷ nó hiểu được cái vai trò, nó nhận được cái vai trò canh giữ vườn của Adam. Cho nên nó dụ dỗ Adam sẽ khó hơn là dụ dỗ Eva. Người ta thường muốn đi vô làm cái gì ở trong vườn, hoặc là ăn cắp cái gì trong vườn. Hoặc là ngày xưa nếu mà ai đi vào cái gọi là một cái thành nào đó thì luôn luôn dụ những người không phải là những người canh vườn hay là giữ vườn, bảo vệ vườn hay là chủ của vườn, mà thường xuyên dụ những người làm vườn, gọi là bỏ nhỏ cho những người không phải là những người làm vườn đó để cuối cùng lại lẻn vào được, đi vào được. Cho nên ma quỷ nó hiểu được cái vai trò quan trọng của Adam trong cái việc canh giữ vườn. Cho nên Adam không phải là đối tượng mà Satan nó sẽ quấn đến, nếu cần nó sẽ phải quấn đến, nhưng ở đây nó có một đối tượng khác dễ hơn và dễ 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 ăn hơn, cho nên nó đã đánh vào cái đối tượng dễ ăn hơn thay vì nó đánh vào cái vai trò của cái người canh vườn. Và Adam là cái người nhận được cái lệnh này trực tiếp từ Chúa để trở nên cái người canh vườn, và Chúa giao phó cái vai trò này. Đó là điểm thứ nhất và khá quan trọng ở trong cái vai trò tại sao mà Satan nó không dụ cám dỗ Adam mà nó lại dụ Eva. Cái bài học cho chúng ta thấy ở trong cái khía cạnh này đó
là cái trách nhiệm bảo vệ vườn của Adam cũng như cái trách nhiệm bảo vệ vườn của gia đình chúng ta. Gia đình chúng ta cũng sẽ dễ bị cám dỗ như là ở tại cái công kê ngôi vườn này. Cho nên cái vai trò lãnh đạo ở trong gia đình, mà sáng nay tôi cũng được nghe đến một vài người đệ đặt cặp đến đó, cái vai trò lãnh đạo trong gia đình như Adam ở đây rất quan trọng. Nó không chỉ cung ứng về cái sự bảo vệ về mặt tinh thần mà thôi, nhưng mà cái người lãnh đạo này luôn luôn cảnh giác trước những cái ảnh hưởng tiêu cực ở bên ngoài có thể làm tổn hại đến gia đình của mình. Cho nên về phần của chúng ta là nếu Chúa đặt để mình là người lãnh đạo thì phải làm thế nào đó không chỉ lãnh đạo quan tâm bảo vệ, không thấy được cái trách nhiệm để cung ứng một cái sự bảo vệ cho gia đình của mình về mặt tinh thần, mà nó còn là ở cái vai trò luôn cảnh giác về tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài để làm tổn hại đến gia đình của chúng ta. Cái bài học thứ nhì mà chúng ta cần phải để ý đó là cảnh giác trong việc bảo vệ đức tin của mình. Cho nên mỗi một người của chúng ta cũng cần cảnh giác để làm gì? Để bảo vệ, canh giữ cái đức tin của mình một cách chặt chẽ và canh giữ đức tin của gia đình mình. Không để cho những cái ảnh hưởng xấu của thế gian này nó làm lung lay niềm tin của chúng ta và sự kính sợ Chúa của chúng ta. Cho nên thưa quý vị, những người vợ, người chồng chúng ta cần phải cẩn thận. Tôi kêu gọi quý vị cần cẩn thận đây, bởi vì đây là cái kinh nghiệm thất bại đau thương của tôi. Nên mình cần cẩn thận, đôi khi mình để cho cái bản ngã của mình nó làm chủ, để rồi cái cách của mình cư xử, cái cách của mình nói, sự giận hờn của mình, sự bực bội của mình, tất cả những gì đó mình đã làm cho nó ảnh hưởng tiêu cực đến ở trong gia đình của mình. Thay vì mình canh giữ để làm cho đức tin không bị lung lay thì mình dễ dàng tạo nên những cái môi trường để tại đó đức tin của con cái và những người bị ảnh hưởng nó lung lay. Cho nên mình cẩn thận cảnh giác cái việc bảo vệ này, từ cái lời nói của người cha người mẹ khi nổi giận lên rồi tuôn ra những cái lời nói bừa bãi, để rồi nó gieo vào trong tâm trí con cái của mình những cái ảnh hưởng tiêu cực không hay đó. Cho nên là người bảo vệ gia đình, chúng ta cần phải bảo vệ cả những khía cạnh nào đó mà nó tấn công vào, nó tạo nên một sự ảnh hưởng ở trong gia đình. Thậm chí có người chồng nói người vợ thế này, nói người con thế kia, có những cái lời nói tục tĩu, những lời nói của sát thịt, những lời nói của sự tức giận, những lời nói của ích kỷ nhỏ mọn, những lời nói đó nó làm cho ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên mình cần phải cảnh tỉnh những điều này và cảnh giác những điều này, bảo vệ đừng để những cái tiêu cực đó nó xâm chiếm vào trong gia đình của mình. Một khi nó ảnh hưởng tiêu cực, nó xâm chiếm vào trong gia đình của mình đó thì dễ bị cám dỗ sau này lắm. Cho nên Adam là một cái người cảnh giác. Cho nên Satan biết rằng nếu mà đụng vô Adam ngay từ đầu thì Adam sẽ không gục ngã, nhưng sẽ sử dụng một cái chiến thuật nào đó để cho dầu cho Adam có cảnh giác đi nữa, Adam cũng ngã. Adam cũng ngã. Cho nên Satan hiểu được cái vai trò cái này, cho nên tí nữa mình nói về cái chiến thuật của Satan. Cho nên nó hiểu được cái vai trò canh giữ của Adam, cho nên nó đã đánh vào cái đối tượng, mà chính cái đối tượng đó sẽ là cái công cụ để nó đánh gục cái người canh giữ. Nên mình cẩn thận cái điểm này ở trong gia đình, ở trong đức tin của mình. Nó không có thể đánh liền những cái người đứng đầu đâu, những cái người chịu trách nhiệm đâu, những cái người có thể là Satan nó không đánh liền cái ông mục sư đâu, nhưng mà nó đánh vòng vòng, nó đánh hết người này, nó đánh tới người kia, nó xem thử người nào, giống như câu Kinh Thánh nói đó, nó xem thử chỗ nào nó có thể đánh được thì nó sẽ đánh trước, nó đánh những cái đó rồi nó dùng những cái mà nó đã đánh được đó dùng để đánh những cái người chủ chốt. Cho nên mình cẩn thận cái domino effect này, bởi vì nó chỉ cần quánh một người nào đó mà dễ bị ảnh hưởng thì cái người đó sẽ tiếp tục sử dụng cái người đó để quánh qua cái người khác dễ bị ảnh hưởng hơn. Cho nên nó quánh từ từ như vậy, và nó đi đến Adam là Adam gục ngay, dầu cho Adam có cảnh giác cách nào đi nữa Adam cũng gục.
Và mục sư giàu có cảnh giác cách mấy đi nữa, rồi nếu mà nó quánh từng người, từng người, từng người, từng người, từng người, nó rồi nó quánh vô từng các ban ngành, nó quánh vô ban chấp hành, nó quánh lên là nó quánh gục cái ông mục sư cách dễ dàng. Không có cái gì khó cả, giàu cho có cảnh giác bao nhiêu. Và gia đình cũng vậy, ông người chủ gia đình giàu có cảnh giác bao nhiêu thì nó sẽ không quýnh trước, nó quýnh trước là nó thất bại, cho nên nó phải quýnh những cái người nào đó mà nó dễ dụ trước, rồi từ đó nó đánh gục cái người đang canh giữ như trường hợp của Adam tại đây. Cho nên rất cẩn thận trong cái vai trò này, cái chỗ đứng này, Kinh Thánh dạy là phải kiến thức đó, phải tỉnh thức với kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống nó rình mò chung quanh anh em, nó kiếm người nào có thể nghe, có thể nuốt được, chứ không phải ai nó cũng thể nuốt được đâu. Vì vậy chúng ta cần cẩn thận lắm ở trong cái chỗ này. Cái điểm thứ nhì mà tại sao Satan nó lại cám dỗ Eva mà nó không cám dỗ Adam. Cái điểm thứ nhì là sao? Adam là cái người mà nhận trực tiếp cái lệnh từ Đức Chúa Trời. Cho nên sáng thế ký đoạn 2 câu 16 17 là Adam nhận trực tiếp Jehovah Đức Chúa Trời phán dặn người rằng: "Ngươi đã được tự do ăn hoa quả và các thứ trái cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết." Đây là cái lệnh mà Adam nhận được trước khi Eva được dựng nên. Cho nên Adam nhận cái lệnh này trực tiếp từ nơi Chúa. Và cái lệnh cấm này được ban cho Adam không phải qua trung gian nào, nhưng ông nhận trực tiếp. Điều này Adam hiểu rõ cái ý nghĩa và cái hậu quả của cái việc mà nếu vi phạm nó như thế nào. Hiểu rõ được điều đó. Cho nên bởi cái sự hiểu rõ sâu sắc về mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đó, Adam có được một sự căn dặn cặn kẽ, hiểu biết cặn kẽ và sâu sắc về hậu quả của việc không vâng lời. Điều này khiến Adam khó bị thuyết phục hơn là Eva. Adam khó bị thuyết phục hơn là Eva trong cái chỗ này. Nếu mà Satan nó, ma quỷ nó đến ngay với Adam trước tiên. Cho nên Satan mình thấy một lúc tí nữa mình đọc cái câu mà Satan là con rắn được dựng nên rất quỷ quyệt đó, nó quỷ quyệt để nó hiểu được rằng đụng đến Adam là nó thất bại. Thất bại ở đây không có nghĩa rằng Adam không có cơ hội thất bại, nhưng Adam có cơ hội thất bại nếu Adam bị quánh kiểu khác, nhưng Adam sẽ không thất bại nếu Satan ma quỷ nó quánh trực tiếp. Vì thế Satan nó hiểu được cái chỗ này, nó quỷ quyệt cái chỗ này, cho nên Adam khó bị thuyết phục hơn. Cho nên cái vấn đề mà mình dừng lại để mình rút ra những cái bài học riêng cho mình đó là một khi mà chúng ta tôn trọng lời hứa của Chúa hay tôn trọng sự dạy dỗ của Chúa đó, khi chúng ta tiếp nhận lời chỉ dẫn, sự chỉ dẫn của Chúa một cách trực tiếp qua lời của Chúa đó, thì chúng ta rất khó bị đánh hơn là chúng ta tiếp cận qua một cái channel nào khác. Cho nên tôi luôn luôn khuyến khích con dân Chúa đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, đến gần với lời của Chúa thường xuyên là vậy. Bởi vì mình cần phải là cái đối tượng được Chúa Thánh Linh phán trực tiếp lời hằng sống của Chúa đến với mình, chứ không phải qua người này, qua người kia, qua người nọ. Cho nên cái việc học Kinh Thánh là nó giúp mình hiểu lời của Chúa, để rồi tại chỗ đó lời Chúa Thánh Linh phán một cách rất là trực tiếp vào lòng của mình, để tại chỗ đó chúng ta có được một cái sự nhận lãnh trực tiếp từ lời của Chúa. Hầu khi chúng ta đối diện với thách thức, chúng ta không khó có thể thất bại hơn là chúng ta chỉ nghe từ người này, nghe từ người kia, nghe từ người nọ. Ồ, tôi nghe cái ông đó ông nói như vậy nè, tôi nghe cái bà đó nói như vậy nè, nhưng mà mình chưa thật sự mở cái câu Kinh Thánh đó ra để mình đọc, và mình chưa thật sự ngồi trước cái câu Kinh Thánh đó ở trong cái lớp học để nó trực tiếp phán với mình. Cho nên mình chỉ nghe qua người này, nghe qua người kia, thì cái đó nó rất dễ bị tấn công. Và nếu chúng ta nghe trực tiếp, nhận lĩnh trực tiếp, hiểu trực tiếp về lời của Chúa, thì chúng ta dễ vâng lời. Và dễ vâng lời, khi dễ vâng lời đó thì chúng ta có một cái nền tảng. Nền tảng đó là gì?
vững chắc. Quý vị nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 25 không? Một người mà nghe lời ta và làm theo thì giống như một người xây nhà trên vần đá, có mưa sa, gió thổi, gió lay xô động gì đó, nước biển gió lay xô động thì nhà đó vẫn không sập. Bởi vì sao? Bởi vì được xây trên nền tảng vững chắc, có nghĩa là sự vâng lời nghe và làm theo lời Chúa. Cho nên khi chúng ta trực tiếp nghe, trực tiếp và làm theo lời Chúa trực tiếp thì Satan nó thường xuyên không đến, bởi vì nó biết rằng nó không thể cám dỗ, cái người này không thể cám dỗ được. Cho nên hầu hết những người bị cám dỗ ở trong hội thánh của Chúa và những người thất bại ở trong gia đình, hầu hết là những người không có lời của Chúa, thiếu lời của Chúa. Và đôi khi nhận có lời Chúa mà không áp dụng, không làm theo. Cho nên cái nền tảng vững chắc của mình là áp dụng lời Chúa, nghe và áp dụng lời Chúa và làm theo. Adam đã nghe sứ mạng của Chúa, nhận lãnh sứ mạng của Chúa và ông làm theo, ông canh giữ vườn từ từ ngay từ ban đầu, không có chuyện gì xảy ra cho đến khi Adam, Eva xuất hiện trong một thời gian sau đó. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta cẩn thận, phải nhận lãnh trực tiếp thì chúng ta sẽ không bị cám dỗ. Cái điểm thứ ba mà Adam Eva bị cám dỗ thay vì Adam là bởi vì Eva có một cái sức ảnh hưởng đặc biệt đến Adam. Cho nên Adam trìu mến Eva như thế nào, và ở trong cái chỗ nào đó Adam đang có bị ảnh hưởng một điều, có cái ảnh hưởng đặc biệt của Eva. Cho nên cái sự ảnh hưởng của Eva, cho nên khi mà Eva vừa ăn xong đó thì hái trái cây đó ăn và trao cho ông ăn liền. Ông không đặt vấn đề, ông ăn liền. Cho nên ở trong cái chỗ này chúng ta sẽ thấy được rằng là cái trái cây mà người nữ hái ăn đó nó đang bị ảnh hưởng bởi bởi Satan, và cái công việc của Satan đó là tí nữa mình nói thêm cái chỗ này đó, là Satan nó có bắt đầu với Eva bằng một cái câu chuyện, chứ nó không phải vô để nó attack liền, nó bằng câu chuyện. Cho nên từ cái chỗ đó Adam Eva đã bị dẫn dụ một cách rất là dễ dàng. Và bởi vì Adam bị ảnh hưởng của Eva cho nên Satan biết được, ma quỷ biết được rằng chỉ cần thuyết phục được Eva thì Eva sẽ thuyết phục được được Adam. Cho nên từ chỗ này Satan bắt đầu gieo vào trong tư tưởng của Eva rằng là gì? Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng mình, cho người đang ở cùng mình và chồng cùng ăn nữa. Cho nên tại chỗ đó mình thấy được rằng là Adam đã có một cái sự bị ảnh hưởng bởi Eva rất rất lớn ở tại chỗ này. Cho nên ông muốn cảnh giác, không cảnh giác trước những gì Eva làm. Vì vậy ông cũng không cảnh giác được rằng là Eva đang bị dụ, không cảnh giác được điều đó. Cho nên bởi vì khi một người mà có cái sự ảnh hưởng nào đó, có cái tầm ảnh hưởng nào đó với mình, thường thì mình rất ít bị cảnh giác. Và đây là dễ dẫn mình đến thất bại lắm. Cho nên cuộc sống của mình luôn luôn cảnh giác ở mọi phương diện. Từ mọi phương diện, ai khen mình một lời cũng luôn luôn cảnh giác. Ai chê mình một lời cũng luôn luôn cảnh giác. Ai thân thiện với mình cũng luôn luôn cảnh giác. Ai ghét bỏ mình, gọi là khinh thường mình cũng luôn luôn cảnh giác. Luôn luôn cảnh giác ở trong mọi phương diện của cuộc sống. Tôi nói điều này không phải là một người đa nghi, nhưng cái cảnh giác luôn luôn quan trọng. Nó không những giúp mình mà nó giúp đỡ cái người kế bên cạnh của mình nữa. Cho nên đôi khi có những người khen đáo để, nhưng nếu mình không cảnh giác thì mình không những tạo cơ hội cho cái người đó làm sai thêm, và chính mình cũng rơi vào cái bẫy, cái không đúng nữa. Và đôi khi mình nghe một câu chuyện nào đó nói xấu về một người nào đó với mình mà mình không cảnh giác đó, thì mình sẽ tiếp tục đào thêm cái chỗ, tạo thêm cái môi trường để cho cái việc nói xấu này nó tiếp tục được nói lên. Cho nên cái cách dạy khôn ngoan ở đời, cái cách cư xử của con người dạy thôi, không chưa nói chi kinh thánh đâu, là khi một người nào đó nói xấu về một người khác với mình thì cái cách tốt nhất là yên lặng, không nói gì thêm, không bàn thêm.
Cái cách khôn ngoan nhất là yên lặng, là bởi vì mình yên lặng ở đây không phải mình coi thường cái người đang nói, đang kể cho mình nghe. Mình yên lặng ở đây là giúp mình không bị rơi vô cái bẫy tiếp tục tạo nên một cái môi trường để nói xấu người khác. Và mình yên lặng ở đây là có thể giúp được cái người đang kể lại câu chuyện nói xấu người khác cho mình nghe, giúp cái người đó biết dừng lại trước khi quá trễ. Và bên cạnh đó giúp cho cái việc nói xấu này nó không tiếp tục lây lan ra. Bởi vì ma quỷ mà nó biết được cái chỗ nào để nó quánh mày, cho nên quánh được cái người nào mà nó chỗ nào có cái môi trường đó thì nó sẽ tiếp tục quánh chỗ đó. Cho nên cái khôn ngoan của con người dạy chúng ta rằng là khi ai đó nói xấu với mình về một người nào đó thì việc tốt nhất khôn ngoan là yên lặng không nói gì hết. Con người, còn lời Chúa dạy rất là rõ, mình không thể nào để cho cái việc đó nó có thể đi xa hơn, bởi vì Satan nó có thể lôi cuốn vào trong cái dòng cám dỗ của nó để nó quấn ngã từng cuộc đời của chúng ta. Cho nên tại chỗ này Satan nó biết được Eva có cái ảnh hưởng, cho nên nó gieo vào những gì ở trong con người của Eva để Eva có thể thuyết phục được 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 Adam. Vì vậy ở trong cái mối quan hệ luôn luôn cảnh giác, luôn luôn có sự cảnh giác đó. Cho nên những cái mối quan hệ gần gũi chừng nào thì sẽ dễ bị ảnh hưởng chừng đấy. Cho nên giữa Adam và Eva tại chỗ này nó có một cái sự ảnh hưởng nhất định. Vì vậy Satan đã tận dụng cái cơ hội này, tận dụng cái mối quan hệ này để nó đánh cả hai đều ngã hết. Cả hai đều ngã. Cho nên cẩn thận từ tình cảm nam nữ cho đến chỗ đứng, cho đến từ cái khía cạnh làm việc hầu việc Chúa với nhau, phải luôn luôn cảnh giác điều này. Sự ảnh hưởng lẫn nhau đó nó luôn luôn là cái chỗ và cái điểm yếu mà Satan nó sẽ dùng. Bởi vì khi ảnh hưởng là chắc chắn có tình cảm ở đó. Và khi có tình cảm mà không canh giữ cẩn thận thì chúng ta bị tấn công là chuyện bình thường. Vì vậy chúng ta hết sức cẩn thận ở chỗ này. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta học thấy, mà chúng ta muốn nhấn mạnh một chút nữa đó về cái vấn đề ảnh hưởng ở đây, ở trong công việc đó, ở trong cuộc sống, Kinh Thánh cũng dạy là gì? Chớ tự dối mình, bạn bè xấu làm hư nết tánh tốt. Nó có cái ảnh hưởng đó. Vì vậy Adam có canh giữ tốt bao nhiêu, canh giữ thế nào đi nữa, nhưng Eva đã thất bại rồi thì Adam cũng sẽ phải thất bại. Mình hiểu được cái điều đó, cái nguy hiểm của nó và cẩn thận. Và cái điểm thứ tư mà mình thấy cái chiến lược tinh vi của Adam, của Satan ở đây là gì? Cái chiến lược tinh vi của ma quỷ đó là nó biết rằng Adam khó thuyết phục, bởi vì ông là người nhận lãnh trực tiếp cái vai trò canh giữ vườn và nhận lãnh mệnh lệnh trực tiếp từ nơi Chúa. Cho nên ông rất khó bị đánh gục. Vì vậy cái việc của Satan nó phải thuyết phục được cái người không phải là cái người canh vườn này, cái người không có cái việc là phải bảo vệ vườn này, cho nên nó đã thuyết phục được, nó đánh vào Eva và ít cảnh giác hơn. Đúng là Eva ít cảnh giác hơn, người nữ ít cảnh giác ở chỗ này, cho nên dễ bị thuyết phục, gây ma quỷ dây gây ra cho Eva một sự nghi ngờ liền ngay từ đầu. Nó gieo vào là gì? Vả con rắn là loài quỷ quyệt hơn hết trong các loài thú đồng mà Đức Giê-hô-va đã dựng nên. Nó nói với người nữ rằng Đức Chúa Trời có thật phán dặn các ngươi không được ăn trái cây trong vườn sao? Nó đưa ra một cái đó để cho là gì? Để cho người nữ xác định cái điều cần xác định. Đây là nó gọi là cái mưu, nó mưu là thao túng tâm lý. Nên nó đang sử dụng, ma quỷ nó đang sử dụng cái âm mưu là thao túng tâm lý. Nó thao túng tâm lý của Eva tại đây. Nó không nói gì cả về, nó chưa tấn công liền. Nó chỉ gieo vô cho Eva một cái ý tưởng trước cái đã. Là nó nói, ủa, Chúa có thật phán là không ăn các loại cây trái trong vườn không? Nó nói cái chữ trong vườn.
Để làm gì? Để cho người nữ định lại cái việc mà nó muốn. Đây là nó điều khiển tâm lý của Eva để cho Eva nói ra cái điều này. Người nữ đáp rằng chúng tôi được ăn các trái cây trong vườn. Tự nhiên Eva tự nhiên xác định điều này. Đây là thao túng tâm lý. Xong về phần trái cây, cái cây ở giữa vườn tự nhiên bà xác định này. Tự nhiên bà chỉ ra cái cây đó. Tự nhiên bắt đầu mọi sự nó tập trung vào cái chỗ đó. Bởi vì đây là cái quỷ quyệt của Satan. Chúa Trời có phán các người chẳng ăn đến, chẳng được ăn đến và chẳng được đá đụng đến e khi các người phải chết chẳng. Tự nhiên họ xác định như vậy đó. Thì thấy Satan thấy được cái điểm yếu của Eva ở chỗ này là gì? Nó nói là người nữ nói với hai người chẳng chết đâu, nó cái điểm yếu của Satan đó, điểm yếu của Eva là phải chết chăng, nhưng mà Satan nó làm gì, nó xác định là hai người chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết hễ ngày nào người ăn trái đó mắt mình sẽ mở ra, hai người sẽ biết điều thiện và điều ác như Đức Chúa Trời vậy. Nó giải thích cho Eva hiểu theo thêm, và thật sự nó là sự thật là như vậy, khi ăn vô thì biết điều thiện và điều ác, nhưng cái lệnh của Chúa là không ăn. Bây giờ Satan nó lấy qua cái khía cạnh khác, không tập trung cái lệnh của Chúa nữa, nhưng tập trung vào nó giải thích để cho không vâng lệnh Chúa. Nó làm gì đó là mà nó tạo nên một sự thật giả giả mờ mờ để làm gì? Để cho con người không tập trung vào mạng lệnh của Chúa. Cái lệnh của Chúa là quan trọng chứ không phải là cái chuyện gì ở trong đó. Cái lệnh của Chúa là không ăn, đó là không ăn. Còn chết hay sống, cái chuyện gì, cái chuyện đó không quan trọng, là bởi vì mình không có trách nhiệm để giải thích. Mình chỉ có trách nhiệm là vâng lời mà thôi. Nhưng Eva đã rớt vào cái chỗ này. Vì được giải thích như vậy, cho nên mắt của anh Eva thấy bộ trái cây này ngon lắm. Người nữ thấy bộ trái cây này ngon và đẹp mắt, lại quý và mở trí khôn. Cho nên Eva đã bị đánh gục ở tại chỗ này. Đây là cái chiêu thuật của Satan, và Satan nó luôn luôn làm cách đó. Và bây giờ nó vẫn làm và rất là hiệu quả hàng ngày luôn. Vì vậy, tất cả chúng ta, ai đó trong chúng ta cũng đều rất dễ bị rơi vào chỗ này. Và nếu những người thường xuyên bị rơi vào thì xin Chúa cứu mình để mình thoát ra khỏi. Đừng lý luận với Satan, đừng lý luận với xác thịt, đừng lý luận với cái người này hay người kia về những mệnh lệnh của Chúa. Tôi ví dụ một cách rất thường xuyên mà tôi nói đi nói lại hoài mà nó cứ xảy ra hoài ở trong hội thánh, đó là gì? Nhiều chuyện. Chúa nói đừng có nhiều chuyện, Kinh Thánh nói đừng nhiều chuyện, đừng thầy lai chuyện của người khác, thì cứ như vậy mà làm đi. Đừng có giải thích thêm, mình càng giải thích thêm là tự nhiên mình cuốn vào trong chỗ đó. Và mình không những mình giải thích thêm mà mình nhờ người khác giải thích thêm nữa. Ồ, tôi làm như vậy, tôi làm như vậy, người đó làm như vậy, người đó làm như vậy, anh thấy làm sao? Là tự nhiên là tiêu rồi. Tiêu. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa thương xót đến chúng ta để cảnh tỉnh trước cái cám dỗ của ma quỷ, và nhất là những người dễ bị rơi vào cái mưu trước của nó, yếu lòng đó. Cho nên nếu chúng ta thường là những người hoài nghi, những người dễ vỡ đó, insecure đó, những người dễ vỡ, đụng vô cái buồn, đụng vô cái giận đó, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương chúng ta, cẩn trọng trước những cái sự hoài nghi này. Khi đối diện với một cái lời nào đó nó đi ngược lại với Kinh Thánh, nghi ngờ làm khiến chúng ta nghi ngờ với lời của Chúa, chấm dứt liền, đừng tiếp tục. Nếu không chúng ta sẽ rơi, chúng ta sẽ ngã như như à Eva đã ngã. Không những Eva ngã mà cả Adam cũng ngã luôn.
Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta đang chiến đấu với không phải với thịt và huyết đâu. Bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền ở trên trời. Ê-phê-sô dạy chúng ta điều đó. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu mình, để mình không giống như chỗ của Adam, Eva tại đây, để rồi chúng ta bị dẫn dụ một cách rất là dễ dàng, rồi làm cho cái domino effect đó nó ngã từ cái này, ngã từ qua người kia, nó ngã tới người nọ, rồi cuối cùng tất cả chúng ta đều ngã, chứ không phải gì một người ngã người kia đứng được đâu. Tất cả rồi chúng ta tất cả đều ngã nếu chúng ta không cẩn thận. Cả gia đình cũng sẽ bị ngã. Dầu cho người chồng có là gì, người chủ gia đình có canh giữ cách nào đi nữa thì cũng sẽ bị ngã. Nếu họ tránh con cách mấy đi nữa, rồi nếu không canh giữ được những điều này rồi cũng sẽ bị ngã. Chúng ta bị ngã không phải bởi vì những cái chuyện lớn lao gì cả. Chúng ta bị ngã là bởi vì những cái nhiều chuyện chung quanh, tranh đấu chung quanh vậy. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cứu mình ra, đừng để Satan nó tiếp tục lợi dụng như nó đã lạm dụng Eva để đánh ngã Adam ở trong cái hoàn cảnh đặc biệt này. Đó là tôi xin dùng tí thì giờ để trả lời cái câu hỏi tại sao Satan hay ma quỷ nó lại dụ Eva mà nó lại không dụ Adam. Bởi vì cái điểm thứ nhất là Adam là người canh giữ vườn. Cái vai trò của Adam luôn luôn cảnh giác. Cái điểm thứ nhì là Adam là người trực tiếp nhận lãnh mệnh lệnh của Chúa. Cho nên người trực tiếp nhận lãnh mệnh lệnh của Chúa thường Satan nó ít quấn lắm. Nên cách đó là cách mà chúng ta cần phải xây dựng đời sống của mình. Cái điểm thứ ba mà chúng ta thấy đó là bởi vì Eva có một cái ảnh hưởng ở trên Adam. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa để mình chịu ảnh hưởng, nhưng nhớ là để cho những người có sự tin kính ảnh hưởng mình. Đừng tìm đến những cái người thiếu sự tin kính mà tại chỗ đó mình được vuốt ve, mình được chiều chuộng. Nè ăn đi cái là chết ngay. Nếu mà ai đó mà mình đang nói xấu một người, mình kể chuyện nói xấu một người cho một người khác nghe, mà người đó cứ 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 đồng hành với mình, là cứ ăn đi là chết hết cả hai. Tới một lúc nào đó chết hết cả hai, đừng nghĩ rằng, đừng xem nhẹ cái vấn đề này. Em cuối cùng là Satan nó có một cái chiến lược của nó tinh vi và quỷ quyệt. Nó biết được đối tượng nào nó quấn gục được, và từ những đối tượng đó tự động mình quấn nhau. Nó biết được điều đó, tự động Eva giết chết Adam cách dễ dàng. Trong khi đó Adam làm tất cả mọi sự để bảo vệ, rồi Eva thì lại bị dụ dỗ để đánh gục hết tất cả mọi sự. Thế rồi chúng ta thấy một cái hậu quả như hiện tại chúng ta đang có. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nghỉ đây. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót, thăm viếng chúng con, bởi vì chúng con dễ bị cám dỗ ở đời này. Xin Chúa nâng đỡ cho để chúng con tập trung vào việc canh giữ vườn của Chúa đã giao cho. Tập trung vào xây dựng, nhận lãnh mạng lệnh trực tiếp của Chúa hàng ngày để chúng con tiếp tục canh giữ vườn. Nguyện Chúa nâng đỡ chúng con để chúng con không bị ảnh hưởng bởi những người thiếu tin kính, để hầu chúng con bị vấp phạm và cùng nhau ngã quỵ trước sự cám dỗ. Xin Chúa cho chúng con nhận diện ra cái sự xảo quyệt của Satan hàng ngày. Nó đang làm những cái chuyện chung quanh để nó đánh bại chúng con. Nguyện Chúa cứu chúng con để chúng con cảnh tỉnh và luôn luôn nhận diện ra cái chiến trận thuộc linh này. Chúng con không chiến trận với thịt và huyết, bèn là thế lực và vua Chúa cầm quyền ở chúng không trung này. Chúa cho chúng con nhận lãnh quyền phép của Chúa liên tục để chúng con làm việc này, chống trả lại nó và đến gần với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.